Sau khi Philippines điều chiến đấu cơ, thảo trên đầu 220 tàu dân quân Trung Quốc ở Biển Đông, phía Bắc Kinh đã có phản ứng gây gắt. Một mặt, Trung Quốc xem thường máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Philippines. Mặt khác, cảnh báo Manila đừng châm ngòi cho mùi lửa căng thẳng. Cũng liên tục vấp phải sự đe dọa quá quát của Trung Quốc, Đài Loan đã vạch ra các ưu tiên chiến lược để đối phó với người hàng xóm hùng mạnh trong 4 năm tới. Nhật Bản, Indonesia tuyên bố phản đối các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên biển Đông và biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ nói, mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng đối đầu, đồng thời chỉ trích việc Bắc Kinh lại áp lệnh trừng phạt đến các quan chức Mỹ và Canada. Liên Hợp Quốc cho biết, đang xúc tiến một cuộc điều tra không bị hạn chế về vấn đề nhân quyền ở Tân Cường. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi và kịp thời nhất trên kênh FBNC. Liên quan đến việc 220 tàu dân quân Trung Quốc gian hàng trên biển Đông, vào ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delphin Lorenzana thông báo, nước này đã điều một tàu hải quân và tàu thuộc lực lượng tuần duyên theo dõi nhóm tàu Trung Quốc. Bộ trưởng Lorenzana cho biết, lực lượng hải quân và tuần duyên Philippines sẽ tăng cường hiện diện và tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ ngư dân. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Bắc Kinh rút tàu ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói thêm, nước này sẽ điều máy bay phản lực giám sát tàu cá Trung Quốc mỗi ngày. Đáp lại động thái của Philippines thời báo hoàn cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc vào hôm chủ nhật đã dẫn lời một chuyên gia quân sự phản biện rằng, Philippines tuyên bố đội tàu cá của Trung Quốc là dân quân là không hợp lý. Trung Quốc cho rằng bất kỳ đội tàu cá nào cũng thường tìm nơi trú ẩn gần các đảo và bãi đá ngầm khi xuất hiện các tình huống bất thường trên biển. Chuyên gia Trung Quốc chỉ trích ngược lại Philippines rằng đội tàu nước này cũng thường trú ẩn ở những đảo và bãi đá được quân đội Trung Quốc bảo vệ. Liệu Trung Quốc có nên gọi các tàu cá này là dân quân mà không cần lý do nào hay không? Tờ Hoàn Cầu trích lời vị chuyên gia tuyên bố. Tờ báo viết tiếp, Philippines nên kiềm chế và không điều máy bay chiến đấu hay tàu chiến đến gần đội tàu cá Trung Quốc, tránh tạo thêm căng thẳng leo thang giữa hai nước. Theo thời báo Hoàn Cầu, loại chiến cơ mà Philippines triển khai có lẽ là FA-50 nhập khẩu từ Hàn Quốc, một biến thể của máy bay huấn luyện tiên tiến T-50. FA-50 có khả năng nhất định về tấn công trên không lẫn trên mặt đất, Tuy nhiên, nó vẫn được xem là máy bay chiến đấu hạng nhẹ nhất với tầm nhìn xa hạn chế và khả năng tác chiến không cao. Dù vậy, hoạt động bay trên đầu đội tàu Trung Quốc cũng có thể tạo ra sức ép lớn, thậm chí không cần tấn công, việc bay tầm thấp cũng cản trở hoạt động của các tàu này và đe dọa thuyền viên, theo tờ Hoàn Cầu chỉ ra. Mặt khác, chuyên gia quân sự của Hoàn Cầu cảnh báo, việc chiến đấu cơ bay ở tầm cực thấp có thể làm tăng nguy cơ rơi máy bay. Trong khi đó, Quốc tế đang lên án gay gắt hành vi ngang nhiên dàn hàng trên biển Đông của đội tàu Trung Quốc ở gần đá Ba Đầu thuộc chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Bản đánh giá quốc phòng mới nhất của Đài Loan nhấn mạnh, hòn đảo cần ra sức chống lại chiến tranh vùng xám của Trung Quốc, tăng cường năng lực gian đe phi đối xứng đối với người hàng xóm hùng mạnh và phải dựa vào chính mình để bảo vệ chủ quyền. Bản đánh giá phòng thủ 4 năm QDA của hòn đảo vừa được đưa ra vào hôm 25 tháng 3. Theo luật Đài Loan, Quidia phải được đưa ra trong vòng 10 tháng sau khi một nhà lãnh đạo mới nhậm chức. Đánh giá mới đây cho biết, về chiến lược phi đối xứng, Đài Loan xác định tránh né điểm mạnh và khai thác triệt để điểm yếu của kẻ thù, đồng thời thực hiện lối đánh phân tán chiến lược với nhiều đội hình nhỏ, cơ động, tàng hình. Bản đánh giá cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa. Phát biểu trước Lập pháp Viện Đài Loan đầu tuần trước, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Trung san quốc gia cho biết Họ đã sẵn sàng sản xuất một hệ thống tên lửa tầm xa mới chưa được đặt tên và đang phát hiện ba hệ thống khác song không nêu chi tiết. Theo tờ Defense News, ba hệ thống đó có thể là tên lửa phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, bổ sung cho các hệ thống tên lửa tầm xa mà Đài Loan mua từ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua kế hoạch xuất khẩu tên lửa chống hạm AGM-84H của hãng Boeing, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 của hãng Lockheed Martin và hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 có tầm bắn hơn 320 km cho Đài Loan. Mặt khác, kiểm soát vùng biển cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đài Loan để chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc. Bản báo cáo mới đây xác định, nếu Trung Quốc tấn công từ phía bên kia eo biển, hòn đảo sẽ tấn công đáp trả trên biển và tiêu diệt chúng khi đến bờ biển. Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch của Đài Loan bao gồm tận dụng địa hình và triển khai các tên lửa chống hạm ở khu vực bờ biển, đặc biệt là tên lửa AGM-84 Harpoon mua từ Mỹ năm 2020, đồng thời huy động các lực lượng phản ứng nhanh và giả phá bom mìn trên biển. Đối với chiến thuật vùng xám của Trung Quốc, đánh giá QDA cho biết, Bắc Kinh vẫn đang giáo giết điều máy bay chiến đấu áp sát hòn đảo, dù ít có khả năng tấn công trực tiếp, nhưng đủ sức gây rối và gây mất ổn định. Trung Quốc cũng tiến hành chiến tranh nhận thức và lan truyền tin tức sai lệch, hòng làm suy yếu tinh thần và gây cạn kiệt nguồn lực của quân đội Đài Loan. Tuy nhiên, dù bàn đánh giá QDA nêu rõ các vấn đề này, nhưng bỏ ngỏ về biện pháp ứng phó của hòn đảo tự trị. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Indonesia vào hôm Chủ nhật đã thống nhất gửi thông điệp đến toàn thế giới rằng hai nước sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng trên các vùng biển thuộc châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu sau cuộc họp với người đồng cấp Indonesia Parabogo Subianto ở Tokyo còn phát biểu cho biết rằng Nhật Bản và Indonesia kêu gọi Trung Quốc kiềm chế việc thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đồng thời, Nhật Bản và Indonesia đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng thực hiện diễn tập chung ở Biển Đông nhằm sẵn sàng ứng phó với lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, nhất là sau khi luật mới của nước này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 trao quyền nổ súng cho hung thần hải cảnh. Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản, Indonesia sẽ tiếp tục hội đàm ở Tokyo vào ngày mai, ngày 30 tháng 3. Đây là lần thứ nhì hai quốc gia châu Á thực hiện cuộc gặp 2 cộng 2 kể từ cuối năm 2015. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, mối quan hệ với Trung Quốc ngày càng đối đầu căng thẳng. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với CNN hôm Chủ nhật, ông Blinken cho biết rõ ràng đang có nhiều khía cạnh đối đầu gia tăng trong mối quan hệ, có những mặt chắc chắn là cạnh tranh trực diện. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng cũng có những lĩnh vực mà Mỹ chung nên hợp tác, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ông Blinken loại trừ khả năng Mỹ trừng phạt Trung Quốc liên quan đến đại dịch toàn cầu COVID-19, thay vào đó sẽ chung tay để ngăn ngừa các đại dịch trong tương lai. Đây là một cách tiếp cận khác biệt so với người tiền nhiệm Mike Pompeo dưới thời cựu Tổng thống Trump. Trước đó một ngày, Hôm thứ Bảy, ông Blinken đã chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc trừng phạt hai quan chức về quyền tự do tôn giáo của Mỹ và một nhà lập pháp Canada nhằm đáp trả việc phương Tây đồng loạt trừng phạt Bắc Kinh do đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cùng các dân tộc thiểu số khác ở khu tự trị Tân Cường. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken có đoạn, các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm dọa nạt và bịt miệng những ai đấu tranh cho nhân quyền và các quyền tự do thiết yếu khác sẽ chỉ khiến cho cộng đồng quốc tế càng soi xét kỹ hơn vào hành động diệt chủng và tội ác chống lại loài người đang diễn ra ở Tân Cường. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, Mỹ đứng về Canada, Anh, EU, các đối tác và đồng minh của chúng tôi trên toàn cầu. Kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các vi phạm nhân quyền, ngược đãi người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác. Và hãy thả tự do cho những người đang bị giam giữ một cách tùy tiện. Liên Hợp Quốc đang bắt đầu đàm phán với Bắc Kinh về một chuyến thăm không hạn chế đến Tân Cường để tận mắt quan sát việc người Duy Ngô Nhĩ được đối xử như thế nào ở đây. Đó là phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào hôm Chủ nhật. Liên Hợp Quốc Mỹ và phương Tây cho rằng ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc Hồi giáo thiểu số khác đang bị giam giữ trong các trại tập trung ở phía tây bắc khu tự trị Tân Cường. Các nhóm nhân quyền Mỹ, Úc còn cáo buộc giới chức Trung Quốc triệt sản phụ nữ và cưỡng ép lao động người Duy Ngô Nhĩ. Đáp lại, Bắc Kinh liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet hồi tháng 2 khẳng định, các báo cáo cho thấy Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ, đối xử tàn bạo, xâm phạm thể chất và tinh thần và cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ bà Bachelet cho biết Liên Hợp Quốc đã thảo luận về chuyến đi đến Tân Cương với phía Trung Quốc, nhưng chưa thể thống nhất. Nhắc đến quá trình thảo luận này, Tổng thư ký Guterres phát biểu trên đài CBC của Canada rằng một cuộc đàm phán nghiêm túc đang được tiến hành giữa Liên Hợp Quốc với Trung Quốc. Tôi hy vọng sẽ sớm đạt được kết luận chung về một chuyến đi không có hạn chế hay bất kỳ giới hạn nào. Ông Guterres nói thêm, Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh họ muốn nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc có thể sớm diễn ra. Trong khi đó, các nhà nhân quyền vẫn bày tỏ nghi ngờ về viễn cảnh một chuyến đi có ý nghĩa đến Trung Quốc. Trong bài nói chuyện, ông Guterres cũng bày tỏ quan ngại về số phận của hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavo, đã bị Trung Quốc cầm tù suốt hai năm với cáo buộc gián điệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi và kịp thời nhất ở các bản tin tiếp theo. Có ý kiến gì, xin quý vị hãy để lại lời mình bên dưới và nhớ đăng ký kênh để theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.